Rồi bây giờ về trước đi nè. 500. Bây giờ về trước đi nè. Đúng rồi. Rồi xong đổi xong chia em bốn trò rồi. Ok nhá. Chút xíu nữa về gặp mấy bạn. Ok. Yes, so. Ê, anh em mình thống nhất ra sau hôm nay nha, mình block con Halim đi con Hải Mi. Dạ đúng rồi em này, em vậy đó. Block hai con đấy, hai con đấy đang thả ba kìa luôn. 500 đồng của em nè, anh có một tờ 500 đồng nữa. Thoát rất nhanh luôn. Ê, ê. Thoát rất nhanh con Linh Mi. Con Hải Mi luôn. Hai con. Trời ơi, mát rồi đó, buồn. Mệt quá. Con này làm sao quá. Ước bà kiếm tiền mấy bà đang ốc không? Hả? Kiểu quá mụn đang ốc đi. Xíu ăn ốc đi. Ok, ổng ok rồi, xíu ăn ốc nha mọi người. Chốt đơn dùm cho em nha mọi người, trong Minh lại gọi cái phần này. Đúng. Cảm ơn Linh Mi và Hải Mi nha. Tối nay sẽ có 200 thôi, còn 100 tôi để mẹ tôi ăn, chịu tôi để mẹ tôi trả. Ôi trời ơi, thôi mày đi nhanh mà mình. Mày đi một mình. Gì vậy? Thôi cho đâu cho bà đi đi. Đúng rồi, trời quá. Chủ ẩm đi luôn, có nhiều đâu. Em cũng nhiều. Thôi cho xa ra em gần quá. Rồi, 11 giờ mấy rồi? 3 giờ. Chưa, bà đi về rồi. Mọi người chốt đơn giùm cho em nha mọi người. Bà đưa bấm cho mình một cái. Ok, ok. Mọi người ơi, chốt đơn giùm cho em nha mọi người ha. Hiện tại là chúng ta đang có combo nha. Không phải combo nữa mà mặt nạ yến mạch trùm ngay là có hình của bé My nha, độc quyền trong cảm ơn mọi người ơi, cố gắng chốt đơn cho em mọi người, giảm giá bao nhiêu mọi người ơi, 79k chị lấy giùm em cái điện thoại kìa. Rồi mọi người ơi, 79k một hộp của chúng ta, 1%. Ok luôn mọi người ơi, một hộp của chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ có hai gói, mỗi gói là 100g, hai gói tổng cộng 200g. Lấy cái túi em đi chị, em lấy cục sạc dược phẩm. Trời ơi giá rẻ lắm, cái này mọi người ơi, lấy hàng liền dục cho em nha. Đó. Giá 79k. Hơn là cả nhà em là hy sinh cho mini game để cho mọi quá người quá là vui vẻ đó. Thì nhưng mà mọi người là quên chốt đơn rồi, cho nên mọi người chốt mọi đơn chốt đơn giá đặt hàng cho mình nhé. Giá bao nhiêu ạ? Kèm bức hình độc quyền. Đúng rồi, được kèm bức hình độc quyền của bé My nha, độc quyền của bé My, mọi người lưu ý có hình độc quyền của bé My thì mình tranh thủ mình chốt đơn để nhận về cho mình mỗi người một bé My độc quyền nha mọi người ơi. Rất là rẻ, ưu đãi, thoải mái, thả ga cho cả nhà chúng ta, để cho phiên live tối ngày hôm nay được vui vẻ, hạnh phúc mà coi live cũng vui vẻ, có vui có thưởng, có sự yêu thương của mọi người. Cố gắng mọi người ha, đồng hành cùng phiên live tối ngày hôm nay cùng anh Hạt Dẻ và bé My, cùng với lại chúng ta ngày hôm nay là ưu đãi sập sàn cho sản phẩm là mặt nạ yến mặt trùm ngay 79k. Tranh thủ làm gì cả nhà ơi, chốt đơn, chốt đơn. Và mình sẽ là gì ạ? À? Có kèm theo cho mọi người là hình độc quyền của bé My. Hình độc quyền của bé My với mức giá 79k. 79k. Mọi người ơi, nhanh chóng mình chốt đơn, nhanh chóng mình đặt hàng, nhanh chóng mình chốt đơn. Số lượng của chúng ta cũng đang có hạn và chúng ta có hình độc quyền của bé My trong phiên live tối ngày hôm nay khi mua với sản phẩm là gì ạ? Mặt nạ yến mặt trùm ngay mức giá là 79k. Mức giá là 79k. Tranh thủ mình làm gì cả nhà ơi? Chốt đơn. Tranh thủ mình làm gì cả nhà ơi? Chốt đơn. Đúng rồi cả nhà, chốt đơn. Ai mà có những cái thắc mắc gì mau chóng mình comment ra giúp giùm cho em nha mọi người, để được giảm giá, để được ưu đãi thiệt là tuyệt vời cho phiên live tối ngày hôm nay nha mọi người. Quá là tuyệt quá vời. Tuyệt vời luôn, 79k. Nhân mà kèm bao hình độc quyền của bé My. Cả nhà tranh thủ làm gì? Chốt đơn. Cả nhà tranh thủ làm gì? Chốt đơn. Gần hết mã rồi. Nhanh lên mọi người ơi, gần hết mã rồi mọi người ơi, gần hết mã rồi, đúng rồi mọi người ơi. Bao nhiêu ạ? 79k. Bao nhiêu ạ? 79k. Mình làm gì ạ? Chốt đơn. Mình làm gì cả nha? Chốt đơn. Tranh thủ dùm cho em mọi người ha. Dạ, ít phút nữa là chúng ta sẽ hết mã này rồi. Đúng rồi. Nhà mình chốt lẹ dùm cho em, chốt nhanh gọn lẹ. Chốt thiệt là nhiều trong phiên live sống chúng ta ngày hôm nay nha mọi người. Nhanh chóng lên chốt đơn mọi người, giá siêu hời siêu hot rồi, anh chị em nhanh chóng làm gì ạ? Rồi, chốt đơn. Tranh thủ làm gì ạ? Chốt đơn. Tranh thủ mình chốt đơn. Tranh thủ mình chốt đơn. Tranh thủ mình chốt đơn. Và mức giá giảm giá là 79k. Giảm giá là 79k. Mau chóng mình chốt đơn. Nhanh chóng mình chốt đơn. Mặt nạ yến mạch trùm ngay, chúng ta sẽ được về kèm theo ạ. Hình độc quyền của bé My. Quá trời, mau chóng mình mua đi ạ. Rất là rẻ luôn. Chị ơi gom giùm em mấy cái quá. Rồi mọi người ơi, quá rẻ cho phiên live tối ngày hôm nay. Cần mọi người nhanh chóng mình hỗ trợ. Ok chốt mọi người, 4 phút nữa là kết thúc live nha. 4 phút nữa rồi mọi người, còn 4 phút nữa thôi. Mình nhanh chóng mọi người ơi, 4 phút nữa, 2 phút nữa rồi mọi người. 2 phút nữa là mình sẽ có những cái gọi là
tuyệt vời ha mọi người ha. Nhanh lên mọi người, đang trong cái ưu đãi tuyệt vời của chúng ta là mặt nạ yến mặt trùm ngay, mức giá 79k dành cho tất cả chúng ta trong phiên live ngày hôm nay. Rất mong mọi người mình chốt đơn. Rất mong mọi người mình chốt đơn. Đặt hàng liền giùm cho em mọi người trong phiên live của chúng ta. Quá rẻ rồi cho lắm. Gần hết mã rồi, lẹ lên mọi người. Gần hết mã rồi. Cũng rất là ít nha mọi người ha. Nhanh lên mọi người, chốt đơn nhanh lên mọi người. Sản phẩm của chúng ta là mặt nạ yến mặt trùm ngay à, rất là rẻ mà giảm giá độc quyền tối ngày hôm nay mọi người ha, 79k. Chưa bao giờ có giá rẻ như thế này thì mình mau chóng mình chốt đơn liền, nhanh và gọn lẹ dùm cho em nha mọi người. Siêu rẻ, siêu mê mà siêu thích luôn cả nhà ơi. Nếu mà mọi người mình không chốt nhanh thì thật sự là bỏ lỡ hình của bé My sao. Mình sẽ có hình bé My mọi người ha, về để mà mình sẽ cùng nhau là sử dụng để mà mình là treo tường nha. Mình lòng khôn ha, chúng ta mình sẽ có bé My để mình âu yếm về nhà nha mọi người ha. Và mọi người ơi, mau chóng mình chốt đơn để có bé My về nha. Mình âu yếm. Đúng rồi, mình ôm tấm hình mình âu yếm. Đó, giống như là chúng ta đang cùng với bé My, đồng hành cùng bé My nha mọi người ha. Nhanh chóng mình chốt đơn lẹ làng, chốt đơn nhẹ nhàng. Thật là nhiều sự yêu thương của mọi người trong phiên live tối ngày hôm nay nha. Nhanh chóng lên cả nhà ơi. Nhanh chóng liền mà ơi. Tôi tin chắc rằng là sau buổi live stream ngày hôm nay là nhiều học trò sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng. Bởi vì rất là nhiều người đã comment là gia đình tôi tưởng tôi bị nhồi máu cơ tim. Nhanh lên, liền luôn. Hỗ trợ giùm em cho phiên live tối ngày hôm nay nha mọi người. Hỗ trợ giùm em cho phiên live tối ngày hôm nay nha mọi người ha. Quá nhanh chóng đó mọi người ơi. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Giảm giá bao nhiêu? Chốt đơn 79k. Giảm giá bao nhiêu? 79k. Đúng rồi cả nhà. Hỗ trợ đặt hàng liền luôn giùm cho em trong phiên live tối ngày hôm nay nha mọi người. Nhanh lên mọi người ơi. Số lượng có hàng, số lượng có hàng. Giảm giá siêu hot, giảm giá ưu đãi tuyệt vời trong phiên live tối ngày hôm nay. Thế mọi người mình chốt đơn rất là hiệu quả, rất là yêu thương cho cả nhà mình ha. Đó, em về chốt đẹp nha. Không phải giống được chơi đâu. Và mình đây là mình sẽ có là sản phẩm rất là rẻ. Nếu mà mọi người mình chốt đơn thì thật sự đây là một cái sản phẩm mà rất là cần thiết cho cả nhà của mình, để mà cả nhà của mình được giảm giá yêu thương trong phiên live của chúng ta. Được đặt hàng để mình là ủng hộ cho anh Hùng và bé mấy mọi người ha. Hai nước tôi mới uống đây nè. Chỉ còn lại là một phút nữa thôi. Và số lượng mã của chúng ta cũng chỉ còn lại là 10 mã cuối cùng. Mọi người nhanh chóng lên nha. Nhanh chóng mình làm gì cả nhà? Chốt đơn. Nhanh chóng mình làm gì cả nhà? Chốt đơn. Làm gì cả nhà? Chốt đơn. Đúng rồi, giảm giá cho mọi người yêu thương độc quyền tối ngày hôm nay là 79k. Nha. 79k. Kèm theo quà là hình bé My độc quyền. Đúng rồi cả nhà ơi. Nhanh lên chốt đơn giùm em. Một phút nữa, một phút nữa, một phút nữa. 5 đơn nữa mọi người. 5 đơn nữa mọi người ơi. 5 đơn nữa kìa, chốt luôn mọi người. Nhanh lên mọi người, 5 đơn nữa, nhanh lên mọi người ơi. Cố gắng lên giùm em trong vòng 1 phút nữa nha. Đó, em xin bonus thêm cho mọi người được 1 phút nữa. Thì cả nhà mình cố gắng mình chốt đơn giùm cho em mọi người. Đó, 79k thôi nha mọi người ha. Em mặc nạ yến mặt trùm ngay này, mình sẽ về mình có hình trên bao bì là hình ảnh hạt dẻ và bé dâu, nhưng mà mình được thêm cho mọi người quà là hình của bé My độc quyền, chỉ có trong cái hộp quà của chúng ta là mặt nạ yến mặt trùm cây kèm theo thôi. Mọi người mình nhớ mình đặt hàng nhanh chóng nha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, một phút cuối nha, đúng 16 là mình sẽ hết mã luôn nha. Tranh thủ nha mọi người, tranh thủ ha. Đúng một phút nữa là mình sẽ hết mã. Nhanh chóng mình đặt hàng liền giùm cho em. Nhanh chóng mình mua ngay nha mọi người ha. Mức giá siêu đẩy, mức giá cực kỳ giảm giá. Mọi người ơi, anh chị em ơi, mau chóng mình mua ngay nha mọi người. Hình độc quyền của bé My và hộp yến mặt trùm ngay 200g của chúng ta. Hình ảnh này dễ bé My luôn. Và giảm giá cho chúng ta là 79k. Giảm giá cho chúng ta là 79k. Và còn một mã cuối cùng mọi người ơi. Mọi người ơi, tranh thủ giùm cho em nha mọi người. Một mã cuối cùng thôi. Nhanh lên nha mọi người ha. Nhanh lên mọi người ơi. Ổn mọ liền giùm cho em nha. Sao thầy vô chi rồi nè? Nó cứ chạy tim một tim kìa. Xong mua chi. Thôi mà chị quên thôi mà thầy. Mọi người ơi, nhanh lên mọi người ơi. Ok mọi người, bây giờ là 23/16 rồi. Trời ơi, tôi cũng bị đứt mẹ dây chỉ rồi. Cổ quá mọi người, còn có 2 hôm nữa hát thôi. Hy vọng là phải giữ giọng được chứ. Giọng mà đang hơi khàn khàn đó. Lát nữa là về phải pha nước ấm với mật ong. Anh giọng là thứ 7 hả? Anh giọng là ngày mai live stream chắc sẽ ngồi im luôn. Thầy uống xuyên bối cao tỳ bà. Ui dồi, là cái gì? Cái đỉnh lắm. Không biết. Cái đó là ho, khan rồi kia, bụt phổ bổ phổi này kia uống á. Chưa nghe bao giờ luôn. Cái đó đỉnh lắm. Chưa nghe bao giờ luôn. Đúng rồi mọi người, chốt đơn. Quên hết giờ rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ là 23:16.
cảm ơn mọi người đã coi cái tin anh ngày hôm nay, và tôi tin là ngày mai là sẽ ngập tràn TikTok, bởi vì ngày hôm nay là cực kỳ ngập rồi. Thì ơi, khỏi ngày mai. Dạ. Lại đang trong lúc mình like đã đầy rồi. Rất là ngập tràn TikTok luôn. Để đi ăn ốc thì ơi. Mọi người cho Hùng ngoài là những cái tin like như ngày hôm qua và ngày hôm nay, mọi người có cảm thấy nó vui không mọi người? Không, nhiều gần chết luôn. Và dường như là nếu như mà chúng ta không có chuyện gì thì lúc nào cũng là ngập tràn những cái niềm vui mang lại cho mọi người, đúng không mọi người? Nên là không hy vọng rằng là mọi người lúc nào cũng mang lại những cái điều tích cực cho cái hành trình này, để trong cái hành trình này lúc nào cũng là những cái năng lượng tích cực mang đến tất cả mọi người. Thì hy vọng rằng hành trình này và thông qua những cái buổi live đây sẽ lại đem lại cho mọi người những cái niềm vui. Bởi vì Hùng biết là sau 20 giờ là rất là nhiều người coi như là cách ly với thế giới, đúng không? Nên là những cái buổi live như này đem lại cho mọi người những cái nụ cười trên môi cũng là một cái liều thuốc bổ hàng ngày. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều trong cái tin live ngày hôm nay nha. Bây giờ thì Hùng xin phép là offline lại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào lúc 20 giờ tối ngày mai. Chúng ta chỉ còn tối ngày mai ở văn phòng thôi, còn thứ bảy này chúng ta sẽ đi ra ngoài phố rồi. Nên là chúng ta sẽ không live ở văn phòng. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau trao cho nhau những cái điều tích cực nhất, và mọi người nhớ sắp xếp thứ bảy này đi ra ngoài phố để cùng nhau hòa quyện với cái bầu âm nhạc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người đây kìa. Chào mọi người, tắt like đi xong rồi chia tiền nữa này. Tắt like đi còn chia tiền lại lên. Rồi, tắt like đi chia tiền. Không ăn ốc đúng không? Đi về. Vậy đủ ổng đi ăn ốc nè. Thôi đi đi, anh về. Vậy hả? Em mất công rồi đi nữa. Dạ thầy cho mà đúng không? Thầy cho nha mọi người ha, bớt tôi xích lại. Thầy sau thứ bảy hát xong đi rồi lại đi ăn. Giờ tao về tao chuẩn bị mười mấy cái bài nhạc đây này. Trời ơi. Đúng rồi, hát một đêm mười mấy bài. Rồi 20 bài còn hát. Thầy hát xuống ra. Mà cái đó mình đi sẽ chơi tới mấy giờ ta? Thì đến tầm 10 giờ 10 giờ mình bắt đầu mấy giờ? Để ra 5 giờ chiều.